Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của Truyền hình Nhân dân. Sau gần 5 tháng triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân ở trọ đang làm việc tại các khu công nghiệp, tỉnh Ninh Bình hiện đã chi trả với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng cho gần 1,2 nghìn lao động. Tỉnh Ninh Bình hiện có khoảng 2.200 lao động đang làm việc và đang thuê ở trọ thuộc đối tượng được thụ hưởng, trong đó có gần 1.400 lao động được thẩm định phê duyệt. Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình cũng đã ban hành chính sách riêng để hỗ trợ người lao động đang ở trọ nhưng không thuộc đối tượng thụ hưởng của quyết định số 08. Theo đó, có 793 người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ngoài khu công nghiệp đang ở thuê ở trọ với tổng số tiền dự kiến hỗ trợ là trên 1,1 tỷ đồng. Tối ngày 25 tháng 8, hội thi hướng dẫn viên du lịch tại điểm 6 tỉnh Việt Bắc đã diễn ra tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Hội thi nhằm nâng cao chất lượng kiến thức cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ hướng dẫn viên du lịch. 16 thí sinh là các hướng dẫn viên du lịch đến từ các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Tuyên Quang và Hà Giang sẽ trải qua 3 phần thi năng khiếu, kỹ năng, thuyết minh và ứng xử. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 13 năm 2022 do tỉnh Hà Giang đăng cai tổ chức. Sáng 26 tháng 8, hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ đông năm 2021 và kế hoạch triển khai vụ đông năm 2022 các tỉnh phía Bắc đã diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đánh giá kết quả sản xuất, tổng giá trị cây vụ đông năm 2021 đạt trên 34.000 tỷ đồng. Vụ đông năm 2022, theo chủ trương tái cơ cấu ngành trồng trọt, theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng hiệu quả, nâng cao chuỗi giá trị và phát triển bền vững, đạt mục tiêu ổn định diện tích khoảng 400.000 ha và sản lượng khoảng 5 triệu tấn, phấn đấu đạt 38 đến 40.000 tỷ đồng. Trong khuôn khổ sự kiện Agritechnica Asia Live 2022 tổ chức tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã làm việc với Văn phòng Điều phối Nông nghiệp Nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Sở Nông nghiệp các tỉnh trong khu vực nhằm bàn giải pháp để đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa và nông nghiệp. Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia, hiện nay cơ giới hóa trong ngành hàng lúa gạo đạt tỷ lệ cao so với các ngành hàng khác. Trong đó, vùng đồng bằng sông Cửu Long, khâu làm đất đạt gần 100%, các khâu còn lại đạt tỷ lệ cao, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả sản xuất. Cái tổ chức lại ngành hàng là một yếu tố sống còn, từ đó rồi chúng ta sẽ, nó sẽ dựa trên cái nền tảng mà tổ chức lại đó, thì chúng ta đưa những cái công nghệ, đưa cái thiết bị, đưa thị trường vào ở trong một cái ngành hàng đó. Nếu tiếp tục sản xuất nhỏ lẻ đó thì nó sẽ giới hạn lại những cái sự tác dụng của cái máy móc, của thiết bị, của công nghệ. Các đại biểu cũng nêu ra những vấn đề trong thực hiện cơ giới hóa trên sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, chia sẻ các biện pháp canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, cơ giới hóa trong khâu thu hoạch, bảo quản để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường sản xuất lúa gạo và giảm tác động của môi trường, giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển thị trường, công nghệ trong nông nghiệp. Trong 2 ngày qua, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai liên tiếp phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Khoảng 18 giờ ngày 24 tháng 8, Công an thành phố Lào Cai phát hiện đối tượng Lê Văn Vinh, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, vận chuyển 1,1 tấn thuốc diệt cỏ trái phép. Trước đó, tại khu vực xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh thu giữ lô hàng gồm 54.000 sản phẩm là bánh dẻo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, với trọng lượng 1.350 kg. Lực lượng chức năng đã lập biên bản để xử lý các vụ việc theo quy định. Và những thông tin thời tiết sẽ kết thúc tin tức 16 giờ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.